Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn mới trong việc thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Đáng chú ý, trong hướng dẫn mới nhất này cho biết, ở các chung cư, trường học, công viên, vườn hoa không còn quy định phải đeo khẩu trang. Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng khẩu trang là người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19. Tất cả các đối tượng, trừ trẻ em dưới 5 tuổi, khi đến nơi công cộng thuộc khu vực đã được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 nguy cơ cao hoặc mức độ 4 nguy cơ rất cao. Theo hướng dẫn, nơi công cộng được hiểu là nơi phục vụ chung cho nhiều người tại những địa điểm có không gian kín như rạp hát, rạp chiếu phim, vũ trường, nhà hàng hoặc các địa điểm có không gian mở như sân vận động, công viên, đường phố, bến xe, bến tàu. Bên cạnh đó, các địa điểm khác vẫn phải bắt buộc đeo khẩu trang là cơ sở y tế, nơi cách ly, trên các phương tiện giao thông công cộng, trong trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, các cơ sở văn hóa, du lịch, nơi tiếp nhận hồ sơ và tại nơi có không gian kín, thông khí kém như quán bar, vũ trường, karaoke, phòng tập thể dục, thể hình.